mạch nước. Bên mạch này là bên mạch X79 R350, có hai cổng USB 3.0, lỗ cắm dây mạng, cắm chuột đời cũ này, 4 cổng USB 2.0. Con chip vi xử lý là con E5 2600, tốc độ ngang Core i7, hơn Core i7. Hai thanh RAM, RAM này mỗi thanh 8GB, hai thanh là 16GB, thích hợp để chơi game khủng. Các màn hình, các màn hình 8, các màn hình 8GB, thích hợp với đồ họa 3D, các chương trình Blender và game khủng. Bộ máy này có thể nói là tầm trung cao cấp, rất khỏe, rất trâu. Ok, bây giờ lắp vào. Đây là nguồn, nguồn 580, ổ cứng, ổ cứng này cũng đầy mới 500GB, dùng trên mạng này, dùng online này cần ổ cứng to. Ok, cây hình thức đẹp, cây hình thức đẹp. Ok, giờ lắp vào, lắp vào. Copy các thứ là nó vào bộ dạng này, dễ dàng này, dễ đẹp. Mua ổ cứng, rồi là mua cục nguồn, rồi là mua cái hộp này. Tất nhiên là phải chỉ đỏ để xem cái main, main nó có hợp với RAM với chip không. Main mạch này nó phải thiết kế phù hợp với đầu này. Chip, bốn khe cắm 4 ổ cứng. Hiện nay mình đang cắm cái ổ này. Đây dây cấp nguồn. Nguồn chính đây. Đây là từ nguồn lên bò. Đây lắp cặp màn hình này. Cặp màn hình này có một cổng ra DVI và có các cổng HDMI và 3 cổng nữa, cổng DP theo hộp cắm, nhưng mình chỉ sử dụng cái HDMI thôi. Đây, cấp nguồn của cặp màn hình, hẳn một cái dây cấp nguồn riêng, cả 8GB ăn nguồn. Gắm công tắc nguồn cắm rồi, bật
chạy lên. Tiếp mấy cái nữa. Đi xưa. Ok, bộ máy tính khủng của mình đã được lắp ráp thành công với một chiếc màn hình 27 inch phẳng gần như là tràn viền, độ nét 2K. Mình xin thống kê lại cái thông số kỹ thuật. Cây này được xây dựng bằng một con chip E5-2660 8x16 luồng. Con chip E này mạnh hơn con chip Core i7, bởi vì con chip E này là con chip dành cho máy chủ. Còn con dòng Core i thì nó thiết kế dành cho máy chạm, cho nên con chip E sẽ có độ bền bỉ và ổn định cao hơn con chip i. Các màn hình 8GB cực kỳ mạnh mẽ. CPU được thiết kế với bộ tản nhiệt dạng lỏng là công nghệ mới. RAM 16, ổ cứng thì chỉ cần 500GB thôi, bởi vì bây giờ mình dùng online là chủ yếu. Nguồn của nó là nguồn 580W. Mainboard Asus X79. Cây thì trang trí rất là đẹp. Hiện nay hệ thống được cài đặt hệ điều hành Windows 10, là hệ điều hành cao rồi. Bàn phím tẩy mới gọn gàng. Đó. Bộ này thì cực kỳ thích hợp cho các game thủ chơi game online 3D, và đặc biệt thích hợp cho các chuyên gia thiết kế quảng cáo cũng như là vẽ các chương trình đồ họa. Có thể cài đặt và sử dụng cực tốt cho những phần mềm đơn giản như là Corel, hoặc phức tạp nặng đòi hỏi cấu hình cao như là Photoshop, SketchUp, hoặc là 3D Max, hoặc là Illustrator. Đấy, bộ máy tính cực mạnh. Các bạn có nhu cầu đặt hàng những cái bộ máy tính như này về cho công việc hoặc là giải trí, có thể liên hệ với Đặng Khôi, số điện thoại 0919516699. Đảm bảo có một cái giá cực kỳ êm so với thị trường. Và với sự tư vấn tận tình. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.